Luận Đại Trí Độ, quyển 65, phẩm thứ 43, tiếp theo, Vô Tác, tiếp theo, kinh. Ngày Tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ nào thọ trì thân cận đọc tụng chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng bị các bệnh ở tai, ở mắt, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, chẳng bị thân tàn phế, chẳng bị suy yếu, chẳng bị hoại tử, lại còn được vô số chư thiên từ cõi trời tứ thiên vương dẫn đến cõi trời tịnh cư thiên theo nghe pháp mỗi tháng trong 6 ngày trai mồng 8, 14, 15, 23, 29 và 30 tại nơi mà thiện nam thiện nữ này thuyết Bát Nhã Ba La Mật thì chư thiên đồng vân tập để nghe. Thiện nam thiện nữ này thuyết Bát Nhã Ba La Mật giữa đại chúng như vậy được vô lượng vô biên công đức chẳng thể nghĩ bàn được. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, Bát Nhã Ba La Mật là đại chân bảo, nên người thuyết Bát Nhã Ba La Mật được vô lượng vô biên công đức như vậy. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật cứu thoát chúng sanh ra khỏi chốn địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ra khỏi cảnh bần cùng hạ tiện. Nhờ có Bát Nhã Ba La Mật mà thế gian mới có các đại gia đại tộc, mới có các cõi trời, từ cõi trời tứ thiên vương dẫn đến cõi trời phi hữu tưởng phi vô tưởng thiên. Nhờ có Bát Nhã Ba La Mật mà ở thế gian có 10 thiện đạo, có 4 thiền, 4 vô lượng tâm, có 4 vô sắc định, có 4 niệm xứ dẫn đến có 8 thánh đạo, có 10 lực dẫn đến có 18 bất cộng pháp, có nhất thiết trùng trí, có vô thượng bồ đề. Nhờ có Bát Nhã Ba La Mật mà thế gian có thanh văn đạo, có bích chi Phật đạo, dẫn đến có Phật đạo. Y theo Bát Nhã Ba La Mật mà tu tập, sẽ được quả Tu Đà Hoàn, quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, quả bích chi Phật, dẫn đến được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, bởi nhân duyên vậy, nên Bát Nhã Ba La Mật được gọi là đại chân bảo, chẳng có pháp gì sánh kịp. Và trong Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng còn có sanh diệt, cấu tịnh thủ xả thế gian xuất thế gian hữu lậu vô lậu hữu vi vô vi, cho nên Bát Nhã Ba La Mật là vô sở đắc chân bảo Ba La Mật. Và trong Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng còn nhiễm ô thì chỗ dụng, nhiễm pháp là bất khả đắc, cho nên Bát Nhã Ba La Mật là vô nhiễm chân bảo Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát nào hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng biết như vậy, chẳng phân biệt như vậy, chẳng đắc như vậy, chẳng hí luận như vậy, thì Bồ Tát đó mới hành Bát Nhã Ba La Mật, mới là kính lễ chư Phật, mới là từ Phật độ này đến Phật độ khác, tôn kính cúng dường tán thán chư Phật, thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ vậy. Này Tu Bồ Đề, đối với các pháp, Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải có lực, chẳng phải chẳng có lực, chẳng thọ lãnh, chẳng ban phát. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng sanh chẳng diệt, chẳng cấu chẳng tịnh, chẳng tăng chẳng giảm, chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai, chẳng trú ba cõi, chẳng ly ba cõi. Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chẳng thủ cũng chẳng xả đàn Ba La Mật, dẫn đến chẳng thủ cũng chẳng xả Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thủ cũng chẳng xả nội không, dẫn đến chẳng thủ cũng chẳng xả vô pháp hữu pháp không, chẳng thủ cũng chẳng xả bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng thủ cũng chẳng xả tám thánh đạo, chẳng thủ cũng chẳng xả 10 lực, dẫn đến chẳng thủ cũng chẳng xả 18 bất cộng pháp, chẳng thủ cũng chẳng xả nhất thiết trùng trí. Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chẳng thủ thanh văn và bích chi Phật pháp, cũng chẳng xả phàm phu pháp, chẳng thủ Phật pháp cũng chẳng xả thanh văn và bích chi Phật pháp, chẳng thủ vô vi pháp cũng chẳng xả hữu vi pháp. Vì sao? Vì dù có Phật hay chẳng có Phật thì các pháp tướng vẫn là thường trú, chẳng sai khác, chẳng mất mát. Pháp tánh, pháp trú, pháp vị vẫn là thường trú, chẳng sai khác, chẳng mất mát vậy. Luận hỏi: Người thọ trì thân cận dẫn đến chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật vẫn còn có các bệnh ở thân, như vậy vì sao nói là chẳng có các bệnh? Đáp: Như trước đây đã rộng nói, người thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, chọn chẳng ly tát bà nhã tâm, có công năng hủy diệt các tác nhân dẫn đến bà đường ác. Do có đại công đức như vậy nên chẳng còn thọ khổ nghiệp báo, bởi vậy nên nói là chẳng còn có các bệnh, chẳng còn bị hoại tử. Phật dạy: Các thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm
tu tập bát nhã ba la mật chẳng bị 404 thứ bệnh làm hại, chỉ trừ trường hợp do túc mạng nghiệp báo nhân duyên đời trước thì mới phải thọ lãnh mà thôi. Hỏi: ở trên thiên giới cũng có bát nhã ba la mật, như vậy vì sao nói ở nơi nào có thiện nam hay thiện nữ vào 6 ngày trai tuyết kinh bát nhã ba la mật thì có chư thiên vần tập đến nghe, lại vì sao nói thiện nam thiện nữ này có vô lượng vô biên công đức? Đáp: ở trên thiên giới cũng có kinh quyển bát nhã ba la mật, cũng có thuyết giảng bát nhã ba la mật, ví như ở cõi trời Đau Lợi, cõi trời Đâu Xuất thường có chư thiên và chư Bồ Tát Bổ Xứ đến thuyết giảng bát nhã ba la mật. Thế nhưng hàng chư thiên thường ít có được cơ duyên phát tâm cầu bát nhã ba la mật, hoặc vì chìm đắm trong phước lạc như chư thiên cõi dục, hoặc vì chìm đắm trong thiền vị như chư thiên cõi sắc. Bởi vậy nên Phật nói với vị Đế Thích và chư vị Thiên Chủ, khi Atula sanh tâm cùng với các ông cộng chiến thì các ông nên nhất tâm chỉ tụng bát nhã ba la mật, có như vậy thì ác tâm của hàng Atula liền tiêu diệt và việc đấu tranh liền chấm dứt. Trong lúc đó thì người ở cõi Diêm Phù Đà thường có nhiều thuận duyên hơn chư thiên ở các cõi trời, hơn người ở châu Uất Đan Việt rất nhiều, đó là hưởng phước lạc ít nên dễ hết đoạn tâm dục, có được niệm lực mạnh mẽ nên nhớ được lâu, tinh tấn rõ mãnh. Do vậy mà ở cõi Diêm Phù Đà có nhiều thiện nam thiện nữ tinh tấn thọ trì đọc tụng biên chép thuyết giảng, dẫn đến tránh ước niệm tu tập bát nhã ba la mật. Mỗi khi có thiện nam thiện nữ nào thọ trì đọc tụng biên chép thuyết giảng bát nhã ba la mật thì chư thiên thường vân tập về cõi này để lễ bái cúng dường kinh quyển bát nhã ba la mật và để nghe vị pháp sư thuyết giảng bát nhã ba la mật. Lại có thuyết nói: dù ở trên cõi trời cũng có bát nhã ba la mật, nhưng chư thiên vẫn thường vân tập về cõi Diêm Phù Đà để lễ bái và nghe bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì chư thiên muốn tăng ích phước đức để tỏ lòng tôn trọng bát nhã ba la mật, vì chư thiên muốn hộ trì thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói dẫn đến tu tập bát nhã ba la mật, vì chư thiên muốn chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đà thâm tín bát nhã ba la mật. Khi thấy ánh quang minh chiếu rọi hoặc ngửi được mùi thơm lạ thì chúng sanh ở cõi này biết có chư thiên xuống để bái lễ và nghe thuyết giảng bát nhã ba la mật, nên càng sanh tâm tin kính bát nhã ba la mật, vì họ nghĩ rằng chư thiên còn đến đây nghe pháp huống nữa là chúng ta. Lại nữa, người tu hành ly dục thường bị các ác ma cám dỗ khiến có thể bị thối tâm, dẫn đến có thể bị đọa vào đường ác. Nhưng nếu tín thọ bát nhã ba la mật thì ác ma chẳng dám đến gần quấy nhiễu nữa. Bởi nhân duyên vậy, vào 6 ngày trai trong tháng, chư thiên thường thủ hộ pháp sư. Vì sao? Vì vào các ngày này, kẻ ngoại đạo thường lấy huyết tươi của súc vật để tế thần, nên các loài ma quỷ thường hay lộng hành não loạn. Vào các ngày ấy, các vị pháp sư thường đăng đàn thuyết pháp, các tín đồ cũng thường thọ trì trái giới, hành bố thí, nghe pháp, v.v. Nên chư thiên thường đến nghe pháp và ủng hộ người hành đạo. Nếu vào các ngày ấy mà pháp sư thuyết giảng bát nhã ba la mật thì được chư thiên tán thán cúng dường. Vì sao? Vì người độn căn nghe pháp chỉ được lợi ích ít, nhưng người căn trí thông lợi cũng như hàng chư thiên được lợi ích rất nhiều vậy. Cho nên Phật dạy trong các ngày trai, nếu vì chư thiên và đại chúng mà thuyết bát nhã ba la mật thì được vô lượng vô biên công đức. Hỏi: vì sao nói bát nhã ba la mật là đại chân bảo ba la mật? Đáp: Phật dạy bát nhã ba la mật là đại chân bảo, là như ý bảo châu thường làm cho chúng sanh mãn nguyện lìa khổ được vui. Lìa khổ nói trên đây là làm tiêu hủy hết thảy các tác nhân dẫn đến địa ngục ngạ quỷ súc sanh và các tác nhân dẫn đến cảnh bần cùng hạ tiện. Được vui nói trên đây là thành tựu ở thế gian các đại gia đại tộc, thành tựu thanh văn đạo, bích chi Phật đạo dẫn đến Phật đạo, thành tựu mười thiện đạo dẫn đến nhất thiết chủng trí, khiến chúng sanh y theo đó mà tu tập sẽ được các quả thanh văn, bích chi Phật đạo dẫn đến được vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Người có như ý bảo châu muốn được thức ăn uống, áo quần, thuốc men, vàng bạc, v.v. đều được như ý nguyện. Thế nhưng người có như ý bảo châu còn thấy có được có mất, có vui có buồn, lại thường sanh tâm kiêu mạn, tác duyên cho sự hủy hoại thân tâm. Trái lại, người được bát nhã ba la mật thường an lạc, thường tinh tấn tu tập,
thẳng vào Phật đạo mà chẳng có sanh tâm kiêu mạn, vì biết rõ bóng tâm kiêu mạn là tự mở cửa vào ác đạo vậy. Lại nữa, bát nhã ba la mật siêu xuất thế gian, chẳng nhiễm chấp, chẳng phân biệt thiện pháp hay bất thiện pháp. Bởi nhân duyên vậy nên bát nhã ba la mật được gọi là đại chân bảo ba la mật. Vì bát nhã ba la mật chẳng nhiễm chấp thiện pháp và bất thiện pháp nên kinh nói hành bát nhã ba la mật mà chẳng biết như vậy, chẳng phân biệt như vậy, chẳng đắc như vậy, chẳng hỷ luận như vậy mới thật là hành bát nhã ba la mật. Lời kinh trên đây cho thấy rằng người hành bát nhã ba la mật mà chẳng biết bát nhã ba la mật tướng, chẳng khởi phân biệt về các pháp tướng, chẳng đắc bất cứ định tướng nào mới chẳng có lầm lỗi, mới đi được ái pháp. Được như vậy mới thật là tu tập bát nhã ba la mật, dụng pháp như vậy mà kính lễ Phật mới được lợi ích cho chính mình và làm lợi ích cho chúng sanh, tự mình đi được các ác pháp và khiến chúng sanh cũng ly các ác pháp, nên gọi là thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Lại nữa, vì dụng vô sở đắc hành bát nhã ba la mật nên biết rõ hết thảy các pháp đều là rốt ráo tịch diệt tướng, mà vẫn thường vì chúng sanh hành các thiện pháp khiến họ được lợi ích vậy. Bát nhã ba la mật chẳng phải có lực, chẳng phải chẳng có lực, ví như hư không, tuy chẳng thật có pháp tướng mà hết thảy các pháp đều nương nơi hư không mà được thành tựu. Chẳng có pháp nào là có định tướng cả, do vậy mà chẳng có pháp nào để thủ chấp cả. Vì bát nhã ba la mật có lực, chẳng phải chẳng có lực, nên vào được bát nhã ba la mật là thể nhập vào nơi thật tướng pháp, được vô ngại ở nơi hết thảy các thiện pháp. Do vậy mà hàng ma thành Phật vân vân cũng đều chẳng có lực, chẳng phải chẳng có lực, chẳng thủ chẳng xả, chẳng sanh chẳng diệt, dẫn đến chẳng thủ thánh pháp cũng chẳng xả phàm phu pháp, chẳng thủ vô vi pháp cũng chẳng xả hữu vi pháp. Đây là nhân duyên nói. Dù có Phật hay chẳng có Phật thì các pháp tánh vẫn thường trú, chẳng sai khác, chẳng mất mát vậy. Do vậy mà cầu thường cầu vô thường, dẫn đến cầu thật tướng pháp cũng đều là lỗi lầm cả. Kinh: lúc bấy giờ giữa hư không, hàng chư thiên vui mừng hớn hở, đem hoa tán Phật và phát đại âm thanh rằng: nay ở cõi Diêm Phù Đề này, Phật vì chúng sanh chuyển pháp luân lần thứ hai, khiến trong ngàn vị thiên tử được vô sanh pháp nhẫn. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, pháp luân này chẳng phải chuyển lần thứ nhất, cũng chẳng phải chuyển lần thứ hai. Bát nhã ba la mật chẳng phải vì chuyển hay vì hoàn mà xuất hiện. Vì sao? Vì hữu pháp của vô pháp đều là tánh không vậy. Này Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, thế nào gọi là hữu pháp cùng vô pháp đều là tánh không, khiến bát nhã ba la mật chẳng phải vì chuyển hay vì hoàn mà xuất hiện? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, đàn ba la mật và đàn ba la mật tướng dẫn đến bát nhã ba la mật, và bát nhã ba la mật tướng đều là tánh không. Nội không và nội không tướng dẫn đến vô pháp hữu pháp không, và vô pháp hữu pháp không tướng đều là tánh không. Bốn niệm xứ và bốn niệm xứ tướng dẫn đến tám thánh đạo và tám thánh đạo tướng đều là tánh không. Mười lực và mười lực tướng dẫn đến 18 bất cộng pháp và 18 bất cộng pháp tướng đều là tánh không. Tu Đà Hoàn quả và Tu Đà Hoàn quả tướng dẫn đến A La Hán quả và A La Hán quả tướng đều là tánh không. Bích Trì Phật quả và Bích Trì Phật quả tướng dẫn đến Phật quả và Phật quả tướng, Nhất Thiết Chủng Trí và Nhất Thiết Chủng Trí tướng đều là tánh không. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật của chư Bồ Tát Ma Ha Tát là Ma Ha bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì tuy hết thảy pháp đều là tánh không, nhưng Bồ Tát nương theo bát nhã ba la mật đắc vô thượng Bồ Đề, lại chẳng thấy có pháp đắc. Khi chuyển pháp luân cũng chẳng thấy có pháp chuyển, chẳng thấy có pháp hoàn. Vì hết thảy các pháp đều rốt ráo chẳng sanh, nên trong bát nhã ba la mật chẳng có pháp đắc, chẳng có pháp chuyển, chẳng có pháp hoàn. Vì sao? Vì hết thảy các pháp tướng đều là tánh không, mà không tướng cũng tức là vô tướng tướng, là vô tác tướng, nên chẳng thể đắc, chẳng thể chuyển, chẳng thể hoàn vậy. Nếu giải thuyết bát nhã ba la mật được như vậy thì mới gọi là giảng dạy khai thị minh chiếu và phân biệt chân nghĩa của bát nhã ba la mật. Giải thuyết bát nhã ba la mật như vậy mới gọi là tinh thanh tịnh thuyết, thuyết mà chẳng có người thuyết, chẳng có người nghe, chẳng có người đắc vậy. Lại nữa, nếu chẳng có thuyết, chẳng có thọ, chẳng có chứng thì cũng chẳng có diệt, nên sự thuyết pháp này chẳng quyết định là phước điền vậy. Luận:
Khi nghe nói Bát Nhã Ba La Mật là chốn giáo thanh tịnh, chốn giáo bình đẳng, là thật tướng pháp, là pháp đại lợi ích cho chúng sanh, chẳng có lỗi lầm, chư thiên rất vui mừng hớn hở, đem hoa tán Phật và đồng bạch Phật rằng: ở cõi Diêm Phù Đề này, hôm nay chúng con lại được nghe Phật truyền pháp luân lần thứ hai. Hỏi: vì sao chư thiên nói đây là lần truyền pháp luân thứ hai, đệ nhị truyền pháp luân? Đáp: khi Phật thuyết pháp lần đầu tiên, có 5 anh em trong nhóm Ngài Kiều Trần Như và 8 vạn chư thiên được vô sanh pháp nhẫn. Đây là lần chuyển pháp luân đầu tiên, sơ chuyển pháp luân. Này trong hội Bát Nhã Ba La Mật có vô lượng chư thiên được vô sanh pháp nhẫn. Bởi vậy nên chư thiên gọi đây là lần chuyển pháp luân thứ hai, đệ nhị chuyển pháp luân. Phật chuyển pháp luân ví như đám mưa lớn rơi xuống mặt đất. Mọi cây cỏ đều được thấm nhuần lợi lạc. Cây lớn hấp thụ lượng nước lớn, cây nhỏ hấp thụ lượng nước nhỏ. Lần chuyển pháp luân này, Phật thuyết về Niết Bàn quả cũng chính là Bát Nhã Ba La Mật vậy. Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng khởi chẳng tác mà lại dẫn đến vô sanh pháp nhẫn, nên Phật chẳng có chuyển, chẳng có hoàn. Nếu hư trong 12 chi duyên khởi mà biết rõ vô minh là hư vọng, là rốt ráo không, là chẳng thật có, thì cũng biết rõ là chẳng có hành, dẫn đến chẳng có lão tử. Như vậy là chẳng có pháp nào sanh, cũng chẳng có pháp nào diệt cả. Vì thế gian chấp có pháp sanh nên nói có chuyển pháp luân, chấp có pháp diệt nên nói có hoàn pháp luân. Còn Bát Nhã Ba La Mật ly chuyển ly hoàn nên nó chẳng có chuyển chẳng có hoàn. Lại vì vô pháp và vị hữu pháp đều không nên nói chẳng có chuyển, vì hữu pháp cũng là vô pháp nên nói chẳng có hoàn. Hỏi: vì sao Ngài Tu Bồ Đề nêu câu hỏi liên hệ đến sự kiện vô pháp và hữu pháp đều không, khiến Bát Nhã Ba La Mật chẳng vì chuyển hay vì hoàn mà xuất hiện? Mà Phật chỉ trả lời là vì các pháp tướng đều là tánh không, nên Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải vì chuyển hay vì hoàn mà xuất hiện. Đáp: trước đây đã có nói, do tả niệm nên mới khởi tả hạnh phân biệt các pháp có bốn tướng đều trong bốn cú câu sau: hữu có vô không, diệt hữu diệt vô, cũng có cũng không, phi hữu phi vô, chẳng phải có chẳng phải không. Nay vì hiện bày chánh niệm chánh hạnh nên chẳng có chấp bốn tướng ấy, chẳng chấp như vậy mới gọi là chánh đạo. Ngài Tu Bồ Đề đã biết Phật dùng tịch diệt tướng Niết Bàn để phá các chấp về hữu vô, thế nhưng vì sợ hàng sơ phát tâm chẳng hiểu mà khởi sanh tà kiến nên Ngài mới thưa hỏi Phật như trên. Phật dạy vô pháp cùng hữu pháp đều là tánh không, nên khi thuyết Bát Nhã Ba La Mật chẳng có chuyển, chẳng có hoàn. Phật lại dạy Bát Nhã Ba La Mật cùng hết thảy các pháp tướng đều là tánh không, nhằm phá chấp về không tướng, về vô tướng tướng, về vô tác tướng vậy. Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề cùng đại chúng vui mừng tán thán Bát Nhã Ba La Mật và nói rằng: Bát Nhã Ba La Mật cùng hết thảy các pháp tuy là tự tánh không, mà Bát Nhã Ba La Mật thường làm lợi ích cho chúng sanh, khiến Bồ Tát đắc vô thượng Bồ Đề, chuyển pháp luân. Bồ Tát dụng tâm vô sở đắc hành Bát Nhã Ba La Mật, nên tuy đắc vô thượng Bồ Đề mà chẳng có đắc, tuy chuyển pháp luân mà chẳng có chuyển vậy. Hỏi: nếu hết thảy các pháp đều là không, Bát Nhã Ba La Mật cũng là không, vô thượng Bồ Đề cũng là không, thì vì sao lại tán thán Bát Nhã Ba La Mật là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: thật tướng pháp là Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên khi nói hết thảy pháp đều là tự tướng không, thì như vậy chính là đã tán thán Bát Nhã Ba La Mật là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật rồi vậy. Lại nữa, khi đã nói không tướng thì chẳng có gì để chấp nữa. Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo không nên chẳng có chỗ để phá. Tuy ở nơi rốt ráo không mà Bát Nhã Ba La Mật vẫn thường hành các thiện pháp, nói có đắc có chuyển là y theo thế tục, chẳng phải là y theo đệ nhất nghĩa. Y theo thế tục nói ý chư Phật thuyết pháp khiến có người tận phá được các phiền não vào được đạo, nên mới nói có đắc vô thượng Bồ Đề, có chuyển pháp luân vậy. Này biết rõ các phiền não dẫn đến hết thảy các pháp đều là hư vọng, đều chẳng có định tướng, nên biết rõ các pháp chẳng chuyển chẳng hoàn. Bởi vậy nên nói chuyển pháp luân mà chẳng có chuyển chẳng có hoàn. Vì sao? Vì hết thảy các pháp ở nơi tự tánh đều là rốt ráo không, nên chẳng có tướng chuyển chẳng có tướng hoàn vậy. Cũng nên biết, vì phá chấp thường
mà nói chẳng chuyển, vì phá chấp đoạn mà nói chẳng hoàn, vì phá chấp hữu mà nói chẳng chuyển, vì phá chấp vô mà nói chẳng hoàn, vì phá chấp thế gian mà nói chẳng chuyển, vì phá chấp niết bàn mà nói chẳng niết bàn. Hết thảy các pháp đều chẳng chuyển chẳng hoàn, đều là không, là vô tướng, là vô tác. Khi đã vào được ba giải thoát môn không, vô tướng và vô tác, là vượt thoát được ngã và ngã sở, nên chẳng còn chấp tâm, chẳng còn thủ tướng nữa. Người thuyết pháp cho người khác nghe phải dùng trí huệ bát nhã minh chiếu, chẳng khác người cầm đuốc trong đêm tối để dẫn đường cho người khác đi vậy. Người thuyết pháp cho người khác nghe phải khéo dùng ngôn ngữ để truyền đạt lời Phật dạy, khiến họ sanh tín tâm, dẫn đến thọ trì tán thán, tránh tư duy, tránh ước niệm bát nhã ba la mật. Đối với người chưa hiểu bát nhã ba la mật thì phải dùng các phương tiện chỉ bày cho họ được biết. Ở nơi mỗi người đều sẵn có bảo tạng bát nhã ba la mật mà họ chẳng hề hay biết đến. Do vậy mà phải khai mở cửa bảo tạng bát nhã ba la mật. Một khi đã được khai mở rồi thì họ sẽ được tùy ý sử dụng vậy. Đối với người có tâm nghi, chưa có niềm tin bát nhã ba la mật thì phải dùng phương tiện trí huệ giúp họ phá màn vô minh nghi kiến. Ví như người có mắt sáng giúp người bạn mù phân biệt các vật tốt xấu để người này tùy ý lựa chọn. Đối với người ít trí huệ, ít niềm tin thì phải khai thị cho họ biết thế nào là đạo, thế nào là phi đạo, thế nào là lợi, thế nào là hại, vân vân, khiến họ phân biệt được các ác và thiện, tội và phước, thế gian và niết bàn. Nếu chỉ nói trong kinh thì sẽ làm cho họ khó tin, khó hiểu. Bởi nhân duyên vậy nên Phật đã dùng nhiều phương tiện thiện xảo khác nhau để tùy căn cơ của chúng sanh mà thuyết pháp, khiến họ được thâm tín giải. Người thuyết pháp phải y trì theo lời Phật dạy mà thuyết, lại phải giải thích rõ ràng cho chúng hội biết rõ các tướng để phân biệt được chỗ khinh chỗ trọng để dễ bề tụ tập. Ví như cuộc báo cất giấu trong đáy kín, khiến người ngoại cuộc chẳng làm sao biết được. Phải mở đáy ra thì mọi người mới trông thấy được quả báo bên trong. Giải kinh thuyết pháp cũng như vậy. Khi thuyết pháp, người thuyết pháp phải khai triển những nghĩa lý ẩn kín trong kinh, giải thích rành mạch cho người nghe được hiểu, dẫn dắt họ vào đạo, từ chỗ dễ tin dễ biết đến chỗ thâm thâm vi diệu. Lại ví như sông sâu ít có thuyền bè, mà đoàn người muốn qua sông lại quá đông đúc, thì người dẫn đường phải chia số người ấy thành từng nhóm nhỏ mới có thể tuần tự đưa họ qua sông được. Bát nhã ba la mật cũng như vậy, biển bát nhã mênh mông sâu thẳm, chẳng thể nào cùng một lúc thuyết cho mọi hạng người cũng nghe được. Người thuyết pháp cần dùng các luận nghị, các phương tiện thiện xảo, phải tùy theo căn cơ và trình độ hiểu biết của hạng người nghe để vì họ thuyết giảng. Trước đó nói các pháp dễ, khiến hạng người sơ cơ dễ tiếp thu, dễ tin, dễ hiểu được. Ví như nói về 10 thiện đạo để khai tâm cho họ, rồi dần dần nói đến chỗ thâm nghĩa, chỗ rốt ráo thành tịnh. Đối với hạng người sơ cơ, người thuyết pháp chớ nên vội nói cho họ nghe những pháp thậm thâm, khó tin, khó giải, như là nói bát nhã ba la mật là đệ nhất nghĩa, là rốt ráo không, là vô sở thuyết. Vì là vô sở thuyết nên vô thọ, vì là vô thọ nên vô chứng, vì là vô chứng nên vô diệt. Nói người có các phiền não mà chẳng diệt thì chẳng có được phước điển. Nói người nghe bát nhã ba la mật tín thọ đọc tụng tu tập pháp ấy mà được quả sa môn, được vô sanh pháp nhẫn thì gọi là chứng. Nói khi chứng diệt các phiền não thì gọi là được hữu dư niết bàn. Được hữu dư niết bàn là quyết định được phước điển dẫn đến vô dư niết bàn. Khi đã vào được vô dư niết bàn tánh rồi thì sẽ chẳng còn có phước điển nữa, vân vân. Phẩm thứ 44, bách ba la mật, trăm ba la mật. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vô biên ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ví như hư không vô biên vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, bình đẳng ba la mật là bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy:
Này Tu Bồ Đà, vì các pháp bình đẳng vậy. Này Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, lì Ba La Mật Đà Bát Nhã Ba La Mật Chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đà, vì rốt ráo không vậy. Này Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, bất hoại Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật Chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đà, vì các pháp bất khả đắc vậy. Này Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, vô bỉ ngạn Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật Chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đà, vì chẳng có danh, chẳng có thân vậy. Này Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, không trùng Ba La Mật là Bát Nhã theo Ba La là Bát Nhã Ba La Mật Chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đà, vì hơi thở ra vào bất khả đắc vậy. Này Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, bất khả thuyết Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật Chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đà, vì giác quán bất khả đắc vậy. Này Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, vô danh Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật Chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đà, vì thọ tưởng hành thức bất khả đắc vậy. Này Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, bất cứ Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật Chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đà, vì các pháp bất lai chẳng đến vậy. Này Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, vô gì dịch Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật Chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đà, vì các pháp bất khả phục chẳng thể phục vậy. Này Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, tận Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật Chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đà, vì các pháp rốt ráo tận vậy. Này Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, bất sanh Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật Chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đà, vì các pháp bất sanh vậy. Này Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, bất diệt Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật Chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đà, vì các pháp bất diệt vậy. Này Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật Chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đà, vì tác giả bất khả đắc vậy. Này Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, vô tri Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật Chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đà, vì tri giả bất khả đắc vậy. Này Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, bất đáo Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật Chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đà, vì danh từ bất khả đắc vậy. Này Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, bất thất Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật Chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đà, vì các pháp bất thất chẳng mất vậy. Luận, khi nghe Phật thuyết về nghĩa của Đại Chân Bảo Ba La Mật, ngài Tu Bồ Đà hoan hỷ tán thán Bát Nhã Ba La Mật là Maha Bát Nhã Ba La Mật. Ngài dùng trí huệ thâm nhập các pháp môn, quán thấy Bát Nhã Ba La Mật như biển lớn vô lượng vô biên. Biết rõ, do biết rõ công đức lực của Bát Nhã Ba La Mật như vậy, nên ngài phát tâm đại hoan hỷ, tán thán Bát Nhã Ba La Mật và bạch Phật rằng: vô biên Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật đáp: như hư không vô biên, Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Thông thường, người thế gian dùng hai biên đối đãi với nhau như ngã đối với vô ngã, hữu biên đối với vô biên, vân vân. Do vậy mà sanh các tà kiến chấp. Ví như chấp các vật là hữu biên, tức có biên bờ, hư không là vô biên, tức chẳng có biên bờ. Bát Nhã Ba La Mật cũng như hư không, chẳng có biên bờ là vô biên vậy. Vì là vô biên nên chẳng thọ chẳng chấp, như vậy gọi là vô biên Ba La Mật. Bồ Tát khi đã được vô sanh pháp nhẫn rồi, quán hết thảy pháp đều bình đẳng với nhau, như vậy gọi là bình đẳng Ba La Mật. Bồ Tát lại dùng rốt ráo không ly hết thảy các phiền não, ly hết thảy các pháp, như vậy gọi là ly Ba La Mật. Bồ Tát lại dùng phương tiện lực Bát Nhã Ba La Mật, biết rõ tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp, biết rõ hết thảy các pháp đều là bất khả đắc, đều chẳng có định hướng, đều chẳng có định tướng, chỉ ví như lùng rùa sừng thỏ, cho nên chẳng có chấp pháp. Vì chẳng có chấp pháp nên đều tâm kiên cố bất hoại, như vậy gọi là bất hoại Ba La Mật. Đa số người xuất gia thường chấp có bờ bên này là bờ sanh tử, có bờ bên kia là niết bàn, giữa hai bờ đó có dòng sông phiền não,
Do vậy mà muốn tu tập nhằm dứt trừ phiền não, rời bỏ bờ bên này để qua được bờ bên kia. Bồ Tát do tu tập Bát Nhã Ba La Mật, biết rõ bờ bên kia cũng là hư vọng chẳng thật có, chẳng nên chấp. Như vậy gọi là vô bỉ ngạn Ba La Mật. Có hư không mới có không khí mới duy trì sự sống của chúng sanh. Chúng sanh do nghiệp báo nhân duyên mà thọ sanh thân, do có thân nên mới có hơi thở ra vào, do có hơi thở ra vào nên mới có niệm niệm sanh diệt, do niệm niệm sanh diệt, do chấp niệm niệm sanh diệt nên mới có phiền não khổ đau. Bồ Tát do tu tập Bát Nhã Ba La Mật, biết rõ hơi thở ra vào, hư không cùng hết thảy các pháp đều là bất khả đắc, như vậy gọi là không đại trùng Ba La Mật. Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp tướng đều không tịch, vì các pháp tướng đều không tịch nên các giác quán đều là không, vì các giác quán đều là không nên các ngôn thuyết cũng là không. Bởi vậy, khi đã vào được trong Bát Nhã Ba La Mật rồi thì hết thảy các ngôn thuyết đều đoạn dứt, như vậy gọi là bất khả thuyết Ba La Mật. Danh sắc nhiếp hết thảy các pháp, do bốn đại mà có bốn đại tạo sắc, do có sắc mới có thọ tưởng hành và thức nhiếp về danh, do có danh có sắc mới có khởi phân biệt các pháp, cùng với các pháp tướng khác Bát Nhã Ba La Mật tướng cũng nhiếp về danh. Thế nhưng ở nơi thật tướng thì sắc chẳng ly danh, danh chẳng ly sắc, vì sắc tức là danh, danh tức là sắc vậy. Bồ Tát do tu tập Bát Nhã Ba La Mật, biết rõ Bát Nhã Ba La Mật tướng là bất khả tri, chẳng thể biết được. Biết rõ thọ tưởng hành thức đều là bất khả đắc, chẳng thể được, như vậy gọi là vô danh Ba La Mật.